Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Đang trở lại cùng với anh Tuấn trong chương trình những bản tin tức về công nghệ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, được phát sóng trực tiếp trên 57.7 Lido Sài Gòn TV cũng như là trên trang mạng Facebook livestream cùng với rất nhiều người đang theo dõi ngày hôm nay ở đây. Kính thưa quý vị, những ai đang theo dõi có những câu hỏi gì có thể comment ở trên Facebook của Tuấn hoặc là gọi thẳng về cho 714-893-3264 với những cái kinh nghiệm thì Tuấn sẽ giúp và giải thích những cái công nghệ này nó như thế nào. Bây giờ trở lại với những cái sản phẩm mà bây giờ giới thiệu ra đó, những sản phẩm này tuyệt vời. Có như mình nhìn mà mình cũng thích nữa. Đầu tiên, quý vị có thể thấy đó, tại sao người đàn ông này uống nhiều những cái lon, nhiều những cái sản phẩm vậy? Ok, và thực sự ra người đàn ông này đang giới thiệu một trong những cái sản phẩm có tên là Core, một trong những chiếc loa Bluetooth tận dụng chai rỗng để khuếch đại âm thanh. Thật là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Vâng, Quad là một chiếc loa mà nó chỉ bằng hai ngón tay mà thôi, kính thưa quý vị khán thính giả. Và cái điều đặc biệt ở trong chiếc loa này đó là nó có thể kết hợp với bất kỳ những cái sản phẩm là những cái vỏ chai nhựa và là dĩ nhiên là bằng thủy tinh thì nó sẽ âm vang hay hơn. Và như thế nào, bỏ vào trong cái này thì nó sẽ phát ra nhạc và lại dĩ nhiên là mình phải kết nối về âm thanh cùng với lại chiếc phone của mình. Bất kỳ một chiếc chai rỗng nào thì cũng thành công cụ để phát nhạc to hơn. Ngoài ra thì phát ra cái lượng âm lượng sẽ phụ thuộc vào chiếc chai. Nó sẽ phát theo âm thanh về chiều sâu, kể cả bass cũng có và coi như là echo cũng có nữa. Cái điều tuyệt vời đó, phát liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Nó nhỏ mà nó có vỏ như vậy thưa quý vị. $43 là giá của sản phẩm này, hiện đang được rao bán trên trang mạng Kickstarter. Và tháng 12 này, quý vị có thể nghe âm thanh của nó. The bottle adds the bass. Yes, nó có cái bass. Và tùy theo cái chai to hay nhỏ mà nó phát ra lượng âm thanh khác nhau. Vâng, ai yêu thích về âm thanh không bỏ qua về sản phẩm này. Ngoài ra, đây là một trong những phát kiến về công nghệ dành cho những ai hay tham gia những chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm và cũng cần sử dụng về phone, điện thoại và những cái điện tiện ích nữa. Nhưng lỡ như quý vị nghĩ một ngày đang sử dụng thì hết điện thì sao, hết pin thì sao, quý vị phải cắm sạc phải không ạ? Nhưng mà cắm sạc như thế nào giữa rừng sâu, giữa biển khơi, làm gì có chạc? Thì đó là lý do mà ESTream, máy phát điện mini đã được ra đời. Và đây là một trong những sản phẩm trước giờ chúng ta nghĩ thủy năng thì phải cần tới nhà máy điện hay là gì đó to lớn lắm. Nhưng không, đây là sản phẩm dành cho cá nhân và thật là tuyệt vời. Nó được chia làm hai phần, một phần là cục pin, có cục battery và phần còn lại là một cái quạt mini. Và đây là thuộc dự án của một công ty khởi nghiệp từ Nam Hàn. Và công ty này chuyên sản xuất những cái thiết bị chuyên về sản xuất từ đưa thủy năng thành điện năng. Với một cái giá cũng không hề rẻ một chút nào, $180 cho toàn bộ sản phẩm này. Và nặng trên dưới 1 cân thì đây có thể tạo ra dòng điện từ bất kỳ ngọn suối hoặc bất kỳ cái nào mà có dòng nước chảy thưa quý vị. Nó có thể tạo ra 5W điện. Mình nghĩ 5W nó ít. Tuy nhiên thì đây có thể sạc được liên tục 3 chiếc iPhone và lẽ dĩ nhiên là quý vị có thể dùng những chiếc điện thoại của quý vị thêm một vài ngày nữa. Ngoài ra, chiếc này cũng có thể được kèm theo với một cái thiết bị phát ánh sáng. Quý vị sẽ không có sợ khi lạc vào giữa đêm, giữa biển hoặc giữa rừng khơi nữa mà không có ánh sáng. Được biết là nếu như đặt hàng trong giai đoạn này thì có giá $180.
Nhưng mà đặt hàng sau 2 tháng nữa thì sẽ không còn giá đó. $250 quý vị nhé. Và đây là vị khách đầu tiên có câu hỏi nào đến trong chương trình. Xin chào, đây là anh Tuấn trong chương trình về tin tức công nghệ. Hello. Rất tiếc, chúng tôi đã mất được signal với vị khách đầu tiên. Chưa mở hàng được trong chương trình này. Cũng xin được mở hàng với thêm một trong những sản phẩm công nghệ mà quý vị sẽ thấy thật tuyệt vời. Cái này chúng ta có thể nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đây là sản phẩm OVR Charger. Một bộ sạc không dây và đưa điện thoại của quý vị bay vòng vòng. Đây là một dự án cũng thuộc theo cái dự án Kickstarter nữa. Và lẽ dĩ nhiên là những sản phẩm này vẫn đang được kêu gọi vốn. Hiện tại những cái video mà quý vị đang xem đó đều quay cận cảnh, và đây là những cái video thật, không phải được làm từ tuy đi hoặc làm từ kỹ xảo, không phải. Đây, cái phía dưới này đó, quý vị có thể thấy phía dưới cục này đó, nó là cái bộ charger. Thay vì quý vị phải cắm dây đi chăng nữa đó, thì ở phía dưới này nè, đây quý vị có thấy cái cục nhỏ ở phía dưới này không? Thì đây là cái bộ mà nó sẽ tích hợp theo cái bộ cắm sạc điện không dây cho bất kỳ những cái sản phẩm phone nào, kể cả iPhone hay là Android. Được biết thì chỉ cần mua cái sản phẩm này, nó sẽ cần có một cái bao bảo vệ là một cái adapter gắn vào điện thoại. Sau đó cứ để lên là nó tự động quay vòng vòng, và mỗi lần quay như vậy đó thì nó sẽ tự charge vào phone của quý vị. Được biết là nó không cần, sau khi mà quý vị rút điện ra, thí dụ như lỡ cái trường hợp mà giữa đêm quý vị cấp điện chẳng hạn, thì chiếc charge này đó, nó còn cho phép quý vị charge thêm 4 hoặc 5 tiếng nữa. Cái điều hay là nó tự charge vào trong cái sản phẩm là cái adapter, tức là cái đế của quý vị trước đã, rồi sau đó từ cái đế nó mới truyền điện thẳng không dây đến cho chiếc phone của quý vị. Là dĩ nhiên là cái này nó đẹp mắt, ai nhìn thì nó đẹp mắt, đây là cái sản phẩm thực sự. Còn về charge nhanh hay không đó thì nó mất lâu gấp đôi so với khi quý vị cắm dây vào. Ai không thích về chuyện mà cắm dây chặt phone mà lâu thì quý vị có thể dùng sản phẩm này. Là dĩ nhiên thì về cái giá của nó, quý vị có biết cái giá của nó là bao nhiêu không? Cũng không hề rẻ một chút nào. $150 cho sản phẩm này, kính thưa quý vị. 150 thay vào đó. Đối với Tuấn đó, thì nếu như ai thích về công nghệ, ai muốn trang trí cho cái bàn làm việc của mình thêm đẹp hơn, thì sử dụng sản phẩm có tên là OVR Charger này để mà charge không dây và vòng vòng. Nó có thể charge bất kỳ với mọi loại phone nào, nhưng nếu quý vị nghĩ về kinh tế và nghĩ về nó rẻ thì có lẽ mình không nên mua, tại vì nó có tới giá gần $180 cộng với thuế là $200 cho bộ charger này. Không khả thi một chút nào nếu như ai nghĩ về chuyện chúng ta có thể sử dụng những cái sợi dây mà rẻ lắm, 1 đồng, 2 đồng, 3, 4 đồng cũng có một cái sợi dây charger rồi. Những ai đang sử dụng, đang làm công việc văn phòng cho cá nhân hay là cho office hay kể cả cho công ty nữa, mà mỗi lần mua cái sản phẩm Microsoft Office của họ, nó có thể tốn từ $70 cho tới $100 cho mỗi máy. Kính thưa quý vị, nếu một công ty có 10 nhân viên và 10 chiếc máy tính khác nhau sử dụng, thì ít nhất sẽ tốn gần $1,000 cho bộ sản phẩm về Microsoft Word. Và đó là lý do mà chúng ta nên nghĩ tới những sản phẩm open source, là những sản phẩm mà cho quý vị dùng miễn phí, mã nguồn mở dùng miễn phí. Trước đây ai sử dụng về Open Office thì quý vị thấy nó không có tiện dụng một chút nào, mặc dù nó miễn phí. Thì đó là lý do mà cái ban quản trị những cái nhà sản xuất sản phẩm của Only Office đã đưa ra một sản phẩm mà miễn phí, dùng giống y chang như là Microsoft Office. Quý vị không cần phải chạy ra mua nữa, mà sử dụng vào tại địa chỉ là onlyoffice.com. Đầu tiên, cái điểm đặc trưng của nó là giao diện soạn thảo của Only Office khá đầy đủ và hỗ trợ tất cả mọi cái sản phẩm từ Word, tức là đánh máy nè, từ Excel cũng có, từ PowerPoint cũng có. Và điểm đặc biệt là nó giống y chang như là sản phẩm Microsoft Office bình thường. Định dạng lưu trữ mặc định của document trong cái Only Office là DOC, tức là giống y chang Microsoft Office dùng như thế nào thì nó dùng y chang như vậy. Ngoài ra nó còn có định dạng Office là ODT,
RTF và TXT và hãy cả PDF như nếu quý vị muốn. Giao diện quen thuộc. Và những cái file của quý vị sử dụng đó thì quý vị có thể lưu trữ nó ở trên đám mây, lưu trữ trên cloud, phòng lỡ như mà nó bị mất hoặc là đang sử dụng giữa chừng thì máy tính của quý vị bị crash, bị hư thì nó lưu sẵn quý vị trên cloud, tức là không bao giờ bị mất cả. Quý vị có thể coi như là chơi tứ xứ luôn, có nghĩa là máy tính bị crash, máy tính bị mất nguồn, tắt đột ngột thì quý vị không sợ nữa. Say no với Microsoft Office nếu như quý vị sợ mất một số những cái chi phí nhỏ nào đó. Nhưng nếu như mà quý vị nào thấy ô 70 đồng để mà sử dụng Microsoft Office thì yeah, kính mời. Nhưng mà nếu như nhìn vào một sản phẩm về miễn phí, Only Office là một sự lựa chọn khôn ngoan. Và đó là chương trình về tin tức công nghệ vào buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, thể theo yêu cầu của chính quý vị khán thính giả, chương trình này được phát vào mỗi ngày thứ năm vào lúc 6 giờ chiều theo giờ miền Nam của California và 9 giờ tối theo giờ miền Đông của các tiểu bang ở miền Đông Hoa Kỳ, New York, Virginia, Pennsylvania, thưa quý vị. Và cũng được livestream trực tiếp trên trang mạng Facebook dành cho những ai không thể xem được các băng tần của Đài Việt Nam trên các giải free to air, tức là trên DirecTV cũng không có hoặc là Galaxy cũng không có, thì lên Facebook gõ vào Huỳnh Anh Tuấn, Facebook của Tuấn, để xem chương trình này trực tiếp. Và đó là những gì chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong tuần vừa qua. Lẽ nhiên và với thời lượng 30 phút chương trình thì không thể nào quét qua toàn bộ những tin tức được, nhưng chúng tôi chỉ highlight những gì mới nhất, hay nhất trong tuần vừa qua mà thôi. Kính chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Mọi ý kiến xin quý vị gửi email về cho Tuấn tại địa chỉ tuấn@leadersaigontv.com. Kính chúc quý vị một buổi tối thật đẹp và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.